xử lý chất thải tro xỉ từ các nhà máy nhiệt điện làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng mở ra hướng đi mới, bởi đây chính là nguồn nguyên liệu dồi dào cho việc sản xuất gạch không nung, vừa góp phần giải quyết bài toán môi trường, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sử dụng. Chính vì vậy, thời gian qua, Chính phủ đã ban hành một số cơ chế chính sách làm cơ sở thúc đẩy việc xử lý, sử dụng tro xỉ ở các nhà máy nhiệt điện để sản xuất vật liệu xây dựng. Trên thế giới, các quốc gia phát triển luôn khuyến khích sử dụng tro bay xỉ than từ nhà máy nhiệt điện trong xây dựng đường và đôi khi là điều kiện bắt buộc. Đơn cử như tại Pháp, có đến 99% lượng tro bay xỉ than thải ra được tái sử dụng. Tại Nhật Bản, con số này là 80% và tại Hàn Quốc là 85%. Ở nhiều nước khác, tro bay xỉ than chủ yếu được sử dụng để sản xuất gạch không nung. Sản xuất gạch từ nguyên liệu này tiết kiệm năng lượng đến hơn 85% so với việc sản xuét gạch nung truyền thống từ đất sét. Còn tại Việt Nam, trong hệ thống nguồn điện của Việt Nam, dự kiến năm 2020, sản lượng của các nhà máy nhiệt điện than chiếm 42,7% và tăng lên 49,3% trong năm 2025. Tương ứng với đó, khối lượng tro xỉ phát sinh của các nhà máy nhiệt điện than sẽ là 15 triệu tấn vào năm 2020, 20 triệu tấn vào năm 2025. Trong khi đó, ngoài phần tro xỉ được các đơn vị tiếp nhận và tái sử dụng, phần còn lại được vận chuyển và lưu giữ tại các bãi chứa xỉ. Các bãi chứa này được thiết kế bảo đảm chống rò rỉ ra môi trường. Như vậy, việc đưa tro xỉ vào sử dụng làm vật liệu xây dựng là việc làm thiết yếu. Tro xỉ nhiệt điện thì nó có hai cái dạng, người ta vẫn gọi là xỉ và tro. Tro thì tro bay, nó bay lên theo cái luồng không khí thoát ra và thu hồi lại ở các cái lọc bụi tĩnh điện. Thì cái tro này hiện nay là cũng nhiều nước đã sử dụng một cái khối lượng lớn trong sản xuất vật liệu xây dựng. Ở Việt Nam thì cũng đang sử dụng một cái khối lượng trong sản xuất vật liệu xây dựng, ví dụ làm phụ gia cho xi măng, rồi thì làm phụ gia cho bê tông, và hiện lâu nay một số nơi là sử dụng để làm gạch không nung. Tro xỉ nhiệt điện thì nó là một cái nguyên liệu rất là tốt cho cái sản xuất gạch không nung. Thì hiện nay một số đơn vị đã dùng cái tro bay cho vào trong cái thành phần phối liệu của gạch không nung để nó vừa tăng được cái độ mịn, vừa tăng được khả năng chống thấm, vừa tăng được cường độ cho gạch không nung. Thì cái đồng thời là việc sử dụng tro bay tro xỉ thì nó có khả năng là nó còn có cái tác dụng là giúp bảo vệ môi trường. Thì cái đấy về mặt tác dụng thì rất là tốt. Các nhà khoa học trong nước và trên thế giới cũng đã chứng minh tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện là nguyên liệu có giá trị để sản xuất vật liệu xây dựng. Tro xỉ thải ra từ các nhà máy nhiệt điện than đều chứa đủ thành phần khoáng vật tương tự thành phần trong các phối liệu của lò quay sản xuất xi măng, nhất là đối với công nghệ loại lò hơi đốt than tiên tiến, cho phép đốt than rất kiệt thì thành phần trong tro bay có thể đạt từ 1% đến 2%. Hiện nay thì ở Việt Nam là cũng có khoảng trên 1.000 cái dây chuyền sản xuất gạch không nung, và mỗi cái nhà máy, mỗi cái dây chuyền nó có những cái điều kiện khác nhau, thì cái việc đầu tư các cái công nghệ nó cũng khác nhau. Một số cái nhà máy sử dụng cái tro bay nhà máy nhiệt điện vào trong cái cấp phối để sản xuất vật liệu gạch không nung. Tại Việt Nam, những năm qua, tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện than của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã được sử dụng trong các lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng. Cụ thể, tro bay đã được dùng làm phụ gia bê tông khối lớn cho các công trình tại một số nhà máy thủy điện Sơn La, Lai Châu, Bản Chát và làm phụ gia tại một số nhà máy xi măng Hoàng Thạch với tỷ lệ trộn 14%, Sông Danh với tỷ lệ trộn lên đến 18%. Trong xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp, tro bay đã được sử dụng làm phụ gia khoáng để sản xuất bê tông đầm lăn, RCC, bê tông tươi dân dụng, bê tông mắc cao, thay thế từ 30 đến 50% xi măng. Tro bay cũng được làm nguyên liệu trong sản xuất vật liệu xây dựng, đặc biệt là những sản phẩm mới như gạch bê tông bọt, gạch bê tông khí trương áp, gạch xi măng cốt liệu. Là một ngày thì một nhà máy tiêu thụ khoảng 14 đến 15.000 tấn than. Thì lượng tro xỉ của Dương 21 ra là khoảng 4.000 tấn. Thì tất cả đã được hệ thống ESP bắt lại gần như 99,9%, đảm bảo thông số môi trường, và đồng thời công ty đã xử lý đúng theo quy định, vừa tiêu thụ và vừa nếu không tiêu thụ hết thì đưa ra bãi xỉ để lưu lèn, đảm bảo là không phát tán, không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Chúng tôi đã ký được cái hợp đồng bao tiêu tro xỉ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Phong
là một đơn vị mà trước đây cũng đã tham gia bao tiêu cho xỉ cho một số nhà máy ở trong ngành điện, cụ thể ví dụ như là gần đây nhất là dự án nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1. Thì chúng tôi đã ký hợp đồng trong khoảng thời gian 3 năm đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Phong, và đến thời điểm hiện tại thì cái công tác mà bao tiêu rồi là tiêu thụ cái cho xỉ đấy là rất tốt, và cái lượng cho xỉ còn thừa để chúng tôi thải ra ngoài bãi thải xỉ là không có. Ngày 12 tháng 4 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 452 QĐ-TTG phê duyệt đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, với mục tiêu đến năm 2020 là đối với tro xỉ nhiệt điện làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng khoảng 14 triệu tấn, thay thế một phần đất sét để sản xuất clanke khoảng 8 triệu tấn, thay thế một phần sét để sản xuất gạch đất sét nung khoảng 7 triệu tấn, làm phụ gia khoáng cho sản xuất bê tông và gạch không nung khoảng 2 triệu tấn, làm vật liệu san lấp mặt bằng công trình, hoàn nguyên mỏ và làm đường giao thông. Nguồn nguyên liệu chính của chúng tôi là xỉ nhiệt điện, là cho bay của nhiệt điện Thái Bình, cho bay của nhiệt điện Uông Bí của Cẩm Phả. Đấy, xỉ nhiệt điện, xỉ Thái Bình, xỉ Cẩm Phả, xỉ Uông Bí. Thế nhưng mà trong cái nguyên liệu thứ hai là tận dụng tất cả những cái nguyên liệu đá đã sàng ra, thì cái mặt đá đã sàng ra thì đẩy về cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ là sản xuất tiếp. Tuy được thừa nhận là một trong những nguyên liệu có thể chiếm tỷ trọng lớn để làm vật liệu không nung, thế nhưng một thực tế rằng các doanh nghiệp sản xuất gạch không nung vẫn không mặn mà khi sử dụng tro xỉ. Nguyên nhân được các đơn vị nhận định là không phải đơn vị nào, tỉnh nào cũng gần nguồn nguyên liệu này, nên chi phí vận chuyển sẽ lớn, dẫn đến hạn chế việc sử dụng tro bay trong các sản phẩm gạch không nung. Đối với tro xỉ ở Hải Dương thì cái đầu vào thì họ mua rất rẻ, nên chủ yếu là cái giá trị trong vận chuyển thôi. Nên là khi mua thì cũng khá rẻ, còn rẻ hơn tất cả, rẻ hơn nhiều so với các cái sản phẩm chính khác. Theo đó, việc nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư ứng dụng tham gia hợp tác kinh doanh với các nhà máy nhiệt điện trong việc xử lý và tiêu thụ tro xỉ, thạch cao cũng đã được triển khai. Trong đó cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về chi phí vận chuyển để vừa tăng được chất lượng gạch không nung, vừa giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do tro và xỉ thải ra ở các nhà máy nhiệt điện. Đồng thời có các hoạt động tuyên truyền về vật liệu xanh này đến với người tiêu dùng để tăng cầu, từ đó mới có động lực để phát triển sản xuất gạch không nung từ tro xỉ. Tôi nghĩ rằng là nhà nước cũng có một cái chính sách để hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Ví dụ những doanh nghiệp này người ta đã sử dụng các cái thải phẩm cho bay cho sản xuất gạch không nung rồi, thì nhà nước có thể là hỗ trợ cái phần chi phí vận chuyển cho các nhà máy đấy. Thì để từ đó là cái việc mà vừa tăng được chất lượng sản phẩm gạch không nung, nhưng đồng thời cũng giúp đỡ cho nhà nước giải quyết vấn đề về ô nhiễm môi trường do các cái thải phẩm cho xỉ nhiệt điện thải ra tại các nhà máy nhiệt điện. Ở góc độ của Bộ Xây dựng thì Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục chỉ đạo các cái cơ quan có liên quan tiếp tục là đề xuất với lại chính phủ để bổ sung thêm các cái cơ chế chính sách, hoàn thiện các cơ chế chính sách để thúc đẩy cái việc phát triển vật liệu xây dựng không nung là tăng lên. Cùng với đó, việc tiến hành sửa đổi Nghị định 38/2015/NĐ-CP theo hướng nếu tro xỉ nhiệt điện đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, được coi là sản phẩm hàng hóa và không bị điều chỉnh theo quy định về chất thải công nghiệp thông thường cũng đã được thực hiện, đã tạo điều kiện để tro xỉ cũng như các doanh nghiệp sản xuất gạch không nung có tiền đề để phát triển hơn trong thời gian tới. Có thể nói rằng, phát triển gạch không nung là hoạt động nằm trong chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020 nhằm giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường của Thủ tướng Chính phủ, mở ra cơ hội tiếp cận và làm chủ công nghệ sử dụng vật liệu mới trong sản xuất sản phẩm xây dựng sau này.